Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trên kênh YouTube Điểm tin bóng đá trong buổi sáng ngày hôm nay, 17 tháng 8. Trong bản tin này xin gửi đến quý vị các bạn những tin tức chính sau đây. Nhận tin dữ, huấn luyện viên Trung Quốc lo ngay ngáy trước ngày đấu Việt Nam. AFC đưa ra phán quyết ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam đó lợi thế cực lớn. Tuyển Oman ở vòng loại World Cup thứ 3 2022, đối thủ vừa tầm của tuyển Việt Nam. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe. Nhận tin dữ, huấn luyện viên Trung Quốc lo ngay ngáy trước ngày đấu Việt Nam. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Li Tae của tuyển Trung Quốc liên tiếp phải nhận những thông tin không vui khi hai tuyển thủ quốc gia dính chấn thương. Theo hãng truyền thông Sun News, ngày 16 tháng 8, huấn luyện viên Li Tae của tuyển Trung Quốc đang tỏ ra rất lo lắng sau khi có hai tuyển thủ quốc gia vừa dính chấn thương khi thi đấu ở giải Super League. Hai cầu thủ vừa dính chấn thương đó là hậu vệ trái Li Lei, 29 tuổi, và cầu thủ đa năng Yu Dabao, 33 tuổi. Hai cầu thủ này cùng thuộc biên chế của câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An, thi nhau phải rời sân bằng cáng trong trận tiếp đón Thượng Hải trên sân nhà ngày 15 tháng 8 vừa qua. Đây là trận đấu mà Bắc Kinh Quốc An phải trả giá đắt để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Tờ Sun News cho hay là Li Lei gặp vấn đề về cơ lưng, anh tỏ ra rất đau dù không va chạm với ai. Trong khi đó thì Yu Dabao dính chấn thương sau một pha tranh chấp với tiền đạo đối phương. Cả hai cầu thủ này đều là những nhân tố quan trọng ở tuyển Trung Quốc, đặc biệt là vị trí của Li Lei. Việc anh này dính chấn thương sẽ khiến cho ông Li Tae rất lo lắng bởi trước đó ông đã mất hậu vệ cánh phải Tang Yao, cầu thủ vừa phải tiến hành phẫu thuật, điều trị chấn thương và chắc chắn nghỉ đến hết năm 2021. Bên cạnh Li Lei thì Yu Dabao cũng là gương mặt luôn được ông Li Tae coi trọng. Cầu thủ này vừa có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau từ trung vệ, chạy cánh thậm chí tiền đạo. Tờ Sun News cho biết là nếu cả hai anh này đều không kịp trở lại tham dự vòng loại World Cup thì đó sẽ là tổn thất cực lớn cho tuyển Trung Quốc. Trước đó, ông Li Tae cũng đã công bố danh sách 31 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup và tất nhiên là cả Li Lei và Yu Dabao đều có mặt. Một trường hợp đáng lưu ý trong bản danh sách này đó là sự vắng mặt của tiền đạo nhập tịch Fernando cũng vì lý do chấn thương. AFC đưa ra phán quyết ở vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam đón lợi thế cực lớn. Quý vị và các bạn thân mến, tuyển Việt Nam đã quá quen với khí hậu tại Tây Á, vậy nên việc chúng ta được thi đấu ở Qatar là một lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Seo. Như đã chuyển đến quý vị và các bạn, tuyển Úc đã chính thức đề xuất lên AFC về việc chọn Qatar là nơi tổ chức các trận đấu tại sân nhà. Việc này được đôi bên thảo luận và đạt thỏa thuận. Đến tối ngày hôm qua 16 tháng 8, theo thông tin mới nhất, thì AFC đã chính thức đồng ý lời đề nghị của Úc rằng là sẽ lấy Qatar làm sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup. Bên cạnh đó, sân dự phòng của tuyển Úc sẽ là UAE. Dự kiến, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng sẽ sớm được thông báo về thông tin này để kịp có những sự chuẩn bị sớm nhất cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Seo sẽ có trận đấu sân khách trước Úc vào ngày 22 tháng 1 năm 2022. Với việc đội bóng của huấn luyện viên Graham Arnold không thể thi đấu tại sân nhà, đây là một tin vui lớn với tuyển Việt Nam khi đối thủ bị đánh mất lợi thế. Bởi lẽ là tuyển Việt Nam đã quá quen với điều kiện khí hậu sinh hoạt ở Tây Á khi chúng ta vừa kết thúc gần một tháng thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE. Còn Úc đã khá lâu rồi đội bóng này đã không thi đấu ở một quốc gia Tây Á. Chính phía Liên đoàn bóng đá Úc cũng thừa nhận về sự mất mát cực lớn về lợi thế khi không được thi đấu tại sân nhà. Cho đến vài ngày trước, chúng tôi tự tin rằng là chúng tôi sẽ có thể đá tại sân nhà ở Sydney. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi sẽ được thi đấu ở đó. Thế nhưng lãnh đạo thành phố lại nói rằng họ không thể phân bố cảnh sát và an ninh để làm cho hệ thống bong bóng sinh học được hoạt động. Tôi thực sự không thể giữ được sự bình tĩnh, ông James Johnson, giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Úc chia sẻ. Không chỉ có tuyển Úc, Trung Quốc cũng dự kiến là chọn Tây Á là nơi tổ chức các trận đấu trong trường hợp không chốt được sân nhà. Hiện tại, Thượng Hải và Tô Châu là hai địa điểm được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA xem xét. Tuy nhiên thì tình hình dịch bệnh hiện tại ở những địa phương này đang ngày một phức tạp. Kế hoạch tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở bảng B sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều biến động. Tuyển Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đối thủ vừa tầm của tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, theo lịch thi đấu của AFC phân bố thì Việt Nam sẽ chạm trán với tuyển Oman vào ngày 12 tháng 10 năm 2021 và ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trong số những đội bóng trung bảng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Oman được đánh giá là đối thủ vừa sức hơn với tuyển Việt Nam và đội bóng này đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho những trận đấu tới. Trên băng ghế chỉ đạo, người sẽ dẫn dắt đội tuyển Oman ở vòng loại thứ 3 tới đây là huấn luyện viên Branko Ivankovic, huấn luyện viên người Croatia. Vị chiến lược gia này từng có thời gian làm trợ lý tại đội tuyển Croatia và dẫn dắt đội tuyển Iran
từ năm 2002 đến năm 2006. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển Oman nằm ở bảng E cùng với các đối thủ là Qatar, Ấn Độ, Bangladesh và Afghanistan. Đội bóng của ông Ivankovic đã xếp thứ hai với 6 trận thắng cùng 2 trận hòa đã có mặt tại vòng loại cuối cùng. Tuyển Oman có lối chơi dựa trên sức mạnh và kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ. Trong lần triệu tập gần nhất, huấn luyện viên Ivankovic đã gọi 23 cầu thủ, trong đó chỉ có tiền vệ An Ihamadi là thi đấu ở nước ngoài, ở Qatar. Hiện trên bảng xếp hạng của FIFA, Oman đang đứng hạng 79, hơn Việt Nam 13 bậc. Nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, không dễ để cho Oman có thể làm nên bất ngờ ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Lần gần nhất Việt Nam gặp Oman đã từ năm 2018 trong một giải giao hữu. Trận đấu đó, Văn Hậu đã có một siêu phẩm tuyệt đẹp giúp cho U23 Việt Nam đoạt chức vô địch Tứ Hùng 2018. Mới đây nhất, đội tuyển Oman vừa giành chiến thắng trước câu lạc bộ Kolobara ở giải vô địch Serbia. Đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ có thêm 3 trận giao hữu nữa với các câu lạc bộ mạnh ở Serbia trước khi khép lại chuyến tập huấn dài hơn 1 tháng. Đội hình của tuyển Oman cũng không quá vượt trội so với tuyển Việt Nam. Hiện tại, lực lượng của đại diện Tây Á này đang có 4 cái tên gặp chấn thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.